Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với S News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Nghèo về vật chất nhưng giàu sự cảm thông và sẻ chia. Mới đây, một khoảnh khắc nhỏ trong đêm mưa gió tại Hà Nội đã khiến nhiều người phải cảm thấy ấm áp và xúc động. Đó là khi bắt gặp hình ảnh một người bán hàng rong, dúi chiếc bánh bao vào tay một cụ già vô gia cư và nói: "Có cái bánh bao bác ăn cho nóng." Vào tối ngày hôm qua, Hà Nội bất ngờ đổ cơn mưa giữa đêm khiến thời tiết thủ đô như dịu lại. Một người đi làm về giữa đêm đã vô tình chứng kiến được câu chuyện đẹp và chia sẻ lại như sau. Đêm Hà Nội mưa to, vừa mới đi làm về, vội vàng phi vào nhà cất xe các thứ xong ra ngoài khóa cổng chung của ngõ thì thấy một chú bán bánh bao dừng lại ở nhà bên cạnh. Tưởng do mưa to quá chú dừng lại chú, nhưng không, chú lấy một chiếc bánh bao nóng hổi ra cho vào túi. Mình nghĩ rằng các nhà bên cạnh đóng hết rồi, vậy ai mua nhỉ? Ngó ra nhìn thì hóa ra có một bác vô gia cư đang nằm ngủ. Chú đi vào bảo, bác ơi có cái bánh bao bác ăn cho nóng, rồi đưa bánh vào tay bác, xong lên xe phóng đi mất, vẫn vọng lại tiếng giao đều đều. Ai bánh bao nóng, trứng vịt lộn đây? Hà Nội đêm mưa, trời mát dịu, nhìn cảnh tượng này cũng bỗng thấy lòng nhẹ nhàng đi biết bao nhiêu. Chú bán bánh bao ấy cũng có thể chưa ăn gì cả tối, nhưng sẵn sàng nhường lại chiếc bánh bao cho một người hoàn toàn xa lạ. Đêm nay có một người thoát cơn đói, còn một người thì thấy yên lòng. Ngay dưới bài đăng thì nhiều người cũng đã bày tỏ cảm xúc với câu chuyện ý nghĩa này. Người Việt Nam là vậy đó, có thể mình nghèo nhưng vẫn luôn sẻ chia. Chỉ là sự phát triển của kinh tế làm người ta bỏ quên đi tình yêu thương đó. Trừ những thành phần bất hảo trong xã hội thì người Việt Nam, nhất là người tầng lớp trước, luôn luôn có một tấm lòng yêu thương không nói là rộng lớn nhưng đủ để ấm lòng. Đã từng một lần dồn tất cả tiền trong người để mua một xe bánh bao vì hôm đó trời mưa phùn lạnh. Nhớ đâu đó hết 400 mấy xong đưa hơn 500, ăn bánh bao gần một tuần nhưng vẫn rất vui. Cảm ơn bạn đã viết lên một câu chuyện có thật thường ngày mà ta gặp ở đất nước này. Mong rằng những câu chuyện ý nghĩa như vậy sẽ luôn được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của S News. Các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe S News nhé.